Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú chị và các bạn nha. Hôm nay trại bò có gì? Cái lô này là 6 con kem nha. Có hai con Barbie kem. Con Barbie xám luôn. Giá rất là mềm luôn. Bò này nằm 6 tháng rưỡi tuổi nha. Chiều cao của nó là 1m04m05 nha. Thì cái lô này có 6 con. Giá rất là mềm luôn. 17 triệu một con. Xương sóc tàn rất là lớn nha. Xương rất là to luôn nè. Thì cái lô này có 6 con nha cô chú anh chị. 17 triệu một con. Có hai con Barbie xám, một con Barbie kem và ba con pháp kem. Đây, chân móng rất là đẹp luôn. Bò này bự nha, đòn dài mình nằm 6 tháng rưỡi tuổi. Chiều cao là 1m05m06 nha. 17 triệu một con. Cái lô này có 6 con. Giá rất là mềm luôn cô chú anh chị, cần thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long để mình quay kỹ từ con nha. Chân móng rất là đẹp, mình bao hết trơn, chân móng là rất là đẹp luôn. Mười bảy triệu một con nha, lô này 6 con đồng giá. Rồi cô chú anh chị thích con nào thì bắt con đó. Xương sóc to đòn dài nha. 6 con này thì cái chiều cao nó trên lại có 1 phân 2 phân à. Đều với nhau hết. Xám, siêu xám. Rồi. 17 triệu một con, giá rất là mềm luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Cô chú anh chị mà thích cái lô này thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long. Cách cầu Mỹ Thuận khoảng 22 cây số nha. Qua cầu Mỹ Thuận sẽ khoảng 22 cây số là tới. Rồi chúc cho bà con mình chăn nuôi thành công nha.